Rồi, đầu câu Trần Tiến xin chào tất cả quý anh em cần thủ nha cô quý anh em. Thì hôm nay nói chung là một ngày em sẽ lên cho anh em, nói chung là hàng em nó về rất là nhiều. Một ngày em sẽ lên cho anh em hai video. Đó, sáng thì em cho lên một cái lô phíp. Tầm khoảng 8 giờ em sẽ cho lên nha anh em. Còn tối là tầm khoảng 7 giờ tối là em sẽ cho lên một cái lô carbon nha anh em. Nói chung cứ hàng em mới về thì em sẽ đều vậy hoài cho anh em. Đó, sáng là phíp, chiều tối là carbon. Đó, anh em nào mua thì cứ thế đăng ký kênh của em nha, và cho em thêm một cái like để có động lực anh em làm cho anh em review những cái cần cho anh em giá tốt nhất anh em. Đó thì anh em nào mua thì có alo trực tiếp cho anh em số điện thoại 0567 566 766 hoặc là 0588 887 889 anh em ạ. Đó, Zalo của em là số 566 đuôi nha, 766 đuôi nha anh em. Đó thì anh em mua một mã thì là phí cước 30.000 toàn quốc nha anh em. Một mã là phí cước 30.000 toàn quốc, còn anh em mua hai mã thì em free ship cho anh em, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền anh em ạ. Đó thì anh em nào mua thì cứ alo cho em nha anh em, hoặc là nhắn anh em, hoặc là cứ nhắn vào Zalo cho em. Rồi thì anh em cái mã đầu tiên cần phíp với lô phíp thì em sẽ cho anh em là cái mã nó chữ A đầu nha anh em, nhớ cho mã cụ thể anh em. A là chưa cần phíp, còn mấy cần carbon thì nó không có mã số, nó chỉ có mã số thôi, không có chữ A nha anh em. Đó, cây này cây cần dài 3 mét, hãng Daiwa đây, khoan sứ trắng nè. Khoan dừa anh em, bát nhôm. Ngoại hình thì chung khá là ngon, hãng Daiwa. Đây. Đầu cứng 25 thôi, 25 dài 3 mét. Đầu để em coi coi đúng không. Cây cứng 30 nè, cứng 30 dài 3 mét nha, ngoại hình rất đẹp. Đó, cứng 30 dài 3 mét. Cái này ngọn cũng khá là cứng em. Ngọn khá ok, cái này mã số A60 nha. Nặng 544 g, ngọn 3.7, gốc 23.9. A60 bán anh em 200.000 thôi. A60 là bán cho anh em 200.000 thôi anh em ạ. Tới A61 đây. A61 này cây cần rút anh em. Cây này dài 3.9 nè. Khoan Fuji nha anh em. Chất liệu phíp, ngoại hình thì chung có chày. Cái lóng gốc đây đây, cái lóng gốc và có chày nhưng mà lóng trong đẹp lắm nha anh em. Cái lóng trong nó còn rất là đẹp, chỉ có lóng gốc nó chày thôi. Ok chưa? Đó, dài 3.9 m, đầu cứng 25 thôi, bát nó bát Fuji. Đầu cứng 25 3.9 m, chất liệu phíp. Cần đẹp anh em ạ. À. Mới tin à. Cái lóng gốc thì nó hơi chày thôi. Rồi cái này mã số nó A61 anh em. Nặng 322 g, ngọn đó nó là 2.6 ly, gốc của 21.9 nha. Mã A61 này bán cho anh em 280.000. Mã A61 bán cho anh em 280. Tới A62 đây, cây này cây cần Daiwa, cây cần này hãng gì ta? Cây này cái hãng của nó hãng Olympic nha anh em. Hãng Olympic đây, dài 3.3 m. Bát nó bát FK này mà. Ngoại hình cây đẹp mà, mới tin luôn. Khoan đây, khoan nó khoan sứ trắng anh em. Nó y khuôn như cây đầu luôn á, giá cũng 200.000 thôi. Thì đầu cứng cái này tương đương 25, 25 3.3 m. 25 30 3.3 m anh em, ngoại hình đẹp lắm. Này là phíp. Phíp xanh. Chất liệu phíp nó có 3 loại anh em à, phíp xanh, phíp đỏ và phíp trắng. Phíp trắng nè, phíp trắng nó hiếm lắm, phíp trắng đẹp hiếm. Lâu lâu nó có một cây. Mã A62 anh em, nặng 506 g, ngọn 3.2, góc 23.5. A62 giá 200. Và cái A63 cần hai khúc. Khoan của nó là khoan FK đá trắng anh em. Bát nó bát Fuji. Cây này thì nó bị thay thế cái đầu bu nè, đầu bu này đầu Fuji xám xanh. Bị thay đầu nè. Cây này thông số mã không có để anh em. Cây này thông số bị gớt rồi. Cây này dài như ta? 2 4 6 8 10 10 10 11 mấy, cái này dài 2m1 thôi nè, dài 2m1. Đầu cứng cái này tương đương là 80. 80 2m1 nè anh em. Mã A63 nặng của nó là 436 g, ngọn 3.3, góc của nó là 17.5. A63 này bán cho anh em 300.000. A63 giá 300 anh em. Cái này cứng lắm á. Ngọn này em báo 80 thì có thể lên tới 100 đồng anh em. Tới A64. A64 này cần 3 khúc nha anh em. Đầu cứng cái này tương đương 25 25 của cần lục anh em. Còn nếu mà tính theo cần lăng xê thì cứng 50,
còn cần lục 25. Đây ạ. Rồi, chất liệu bằng phíp anh em à, mã A34 nha. Khoan của nó là khoan FK đá trắng. Bát đây, lấy dòng này hơi xấu. Chỉ keo chỉ nó hơi xấu thôi. Đó. Nhưng mà về câu kéo bình thường anh em. Rồi, cây này mã số nó A34 nha. A34 nặng của nó là 669g, ngọn 3 ly 9, góc của nó 26,5. A64 này bán cho anh em 300.000, 300.000 thôi. Rồi cái A65. A65 này cần 3 khúc nè. Khoan của nó là khoan FK đá sẫm xanh anh em. Bát nó là FK và FS6. Cây này hãng Olympic nha, ngoại hình thì nói chung là có chày. Cây này là carbon pha anh em, có để chữ carbon nè. Nó chỉ là carbon pha thôi, hãng Olympic nha anh em. Cây cần này dài 2m4 nha, 82m4, độ cứng tương đương là 50. Dài 2m4, độ cứng 50 thôi, ngọn cũng mềm. Cây này nó carbon pha anh em. Nó có pha carbon trong đây, nó đúng chất nó là cần phíp. Nhưng mà nó có pha carbon nha anh em. Đó, ok chưa? Rồi cây này mã số A65. Nặng 222g, ngọn 2 ly 3, góc 16,8, giá cái này 300.000. Giá cái này bán cho anh em 300k nha. Rồi cái A66 nè. A66 này cần 3 khúc. Khoan của cần là khoan Fuji nha, Fuji đá trắng. Ngoại hình chày. Này dính keo anh em à. Dày thì dịch và chùi nó ra. Dính keo hơi cứng á. Ngoại hình cái này chày cũng khá là nhiều. Cái hãng Daiwa dài 3m anh em à. Hãng Daiwa dài 3m nha. Cái này còn đẹp khoảng 70% thôi. Nhưng mà cần nguyên bản anh em, chưa hư, chưa gãy, chưa sửa chữa nha. Rồi, cây này mã số cây cần là rồi đây. A66 nha anh em, nặng 313g, ngọn 2 đi 6, góc 18,9. A66 giá 300. Cái A67 này cây cần 3 khúc. Khoan của nó là khoan FK đá trắng anh em, lòng vàng nha, lòng giữa vàng, bát nhôm. Cây này thông số cần thì đây nó mờ anh em à. Nó mờ rồi. Cần nguyên bản nha anh em, chưa hư, chưa gãy, chưa sửa chữa, chưa thay cái khoan nào luôn. Cây này thì nó ngắn hơn cây 2m4, thì cây này nó là 2m7 nha anh em. Cây này nó ngắn 2m4, cây này 2m7. Dài như đây thì 10 3 lóng thì đúng rồi, 2m7. Độ cứng cây này tương đương là 30 thôi. Ngọn cũng mềm, cứng 30 nha anh em. Chất liệu phíp là ngọn hơi mềm. Rồi cái này mã số A67 anh em à, nặng 238g, ngọn 2 ly 7, góc 15,3 nha. A67 giá 300. 300.000. Cái A68 này gần 3 khúc anh em à. 3 khúc khoan của nó khoan FK đá trắng anh em. Khoan FK đá trắng nè, cần đẹp, chất liệu phíp nha. Bát nó là bát nhôm đây, cái này nó còn bọc nè. Nó còn bọc cái màng chưa sử dụng bát luôn anh em. Ở cái này như chưa xài luôn anh em à. Nhưng mà hàng bãi nó dục thì nó cà lẫn nhau rồi, nó có cửa chạy, nó có chạy nha anh em. Nhưng mà nhìn cần cái này rất đẹp, mới chát à. Cái này dài 3m nha anh em, hãng Olympic. Dài 3m hãng Olympic. Cán đây. Cái mã số A68, nặng 456g, ngọn 2 đi 8, góc 20,6. A68 giá 300. 300.000. Rồi cái A39 này, cây cần 3 khúc nha anh em. 3 khúc. Khoan cần FK đá trắng nè, lòng giữa đỏ nha anh em. Bát nó FK FS7. Cây này thông số dài thì nó rớt cái thông số đây rồi. Cây này dài mấy đây? Rồi cây này dài 3m anh em à. Cây cần này dài 3m nha. 3m. Cây này mã số A69 anh em, nặng 417g, ngọn của nó 3 ly 1, góc 20,3. A69 giá 300. Đó, cây cần dài 3m anh em. A69 giá 300. Đây có tiếng Nhật. Rồi cái A70 anh em, cây này cần 3 khúc nè. Khoan nó khoan Fuji đá trắng nha. Có đóng chữ Fuji đàng hoàng anh em. Bát nó là bát Fuji FS7 nha. Ngoại hình có chày. Nhưng mà cần rất đẹp anh em. Cái này chất liệu phíp đỏ anh em. Phíp đỏ nha. Cây này độ cứng 53m, hãng Daiwa anh em à. Độ cứng 53m hãng Daiwa, có chày đây. Không đáng kể đâu. Về với cái giá vài trăm này anh em về câu thoải mái. Ok chưa? Cần nói chung rất là đẹp nha anh em. Cái này mã số A70, nặng 360g, ngọn 1 đi 9, góc 21,9 nha anh em. A70 giá 300. Đó, 300.000. Cái A71 này cần 3 khúc luôn.
khoan cần nó khoan Fuji đá trắng lòng đỏ anh em, lòng giữa đỏ, bát nó Fuji F8 anh em, bát nó Fuji F8 nha, chất liệu phíp, cây này hình chung khá đẹp, dài 3 mét, cây này dài 3 mét anh em, cần, cây này chất liệu phíp đó, phíp đen anh em, phíp đen, cần đẹp mới chát à trời. Rồi, cây này mã số của nó cần là A71, nặng 437g, ngọn 3 ly 4, góc 21,6 nha. A71 giá 300k. Cái A72 này cần 3 khúc lục anh em. Đúng không? Đúng rồi. A72 3 khúc lục. Cây này thì nó thông số đây, anh em có thông số mà nó bị chóc rồi. Khoan Fuji, đá trắng, chất liệu phíp trắng, phíp đỏ anh em. Cây chất liệu phíp đỏ nha. Cây này thì ngoài hình nó có chày nè. Cây này thì dài 3,6 nha. Dài 3,6. Cây này dài 3,6 nha. Rồi, cây này mã số nó A72, nặng của nó 402g, ngọn 3 ly rưỡi, góc 24,8. A72 là bán cho anh em 300.000. Ở A72 giá 300 nha. Cái A73 đây, một cây cần 3 khúc nha anh em. 3 khúc lục khoan Fuji đá sấm xanh nè. Ôi cần đai qua, 3 khúc lục khoan đỏ, phíp đỏ nè. Cây đẹp lắm, mới chát à. Bát nó Fuji F7 nha, bát đen, đẹp chưa? Quay hình đây. Phíp đỏ. Cây này cây gần đai qua Z-Box nè, độ cứng 30-39. Cứng 30-39 nè, cây hàng nội địa Nhật nha. Hàng nội địa Nhật, cần ngon. Đây. Rồi, cây này mã số của cần đây, cán là cán gỗ anh em. A73, nặng 653g, ngọn 3 ly 2, góc 26,7. A73 là bán cho anh em 400 ngàn thôi. A73 là bán cho anh em 400k thôi. Rồi cái A74 đây. Một cây cần 3 khúc anh em. 3 khúc. Cây này chiên đến biển nè. Khoan nó khoan Fuji đá sấm xanh nè. Cây này cứng nó tầm khoảng cứng 200-300 á. Cứng lắm. Cây cứng tầm khoảng 200-300 nha anh em. Cây này dành cho anh em đánh máy biển anh em, đánh máy điện anh em, đánh máy điện. Phíp đỏ, phôi dày lắm, bị mo. Hãng Daiwa đây, khoan nó đây. Khoan cầu biển anh em. Cây này 3 khúc 3 mét anh em. Dài 3 mét nha. Cây này cứng lắm, cây này cứng ngắt luôn. Cứng tầm khoảng 200-300. Em muốn nó tầm đó anh em. Cứng tầm 200-300. Tại cần nó không để thông số nhưng mà cần cứng, cứng ngắt. Cây này em chỉ chơi bạo lực nè. Cây này A74 nè, nặng của nó 1kg 30g, ngọn 5 ly 7, 5 ly 76, 5 ly 8 anh em, góc 31,6, góc là đó đây nha anh em, đó ngay chỗ thông số tên nè. A74 này bữa bán 600, giờ em bán cho anh em 500.000 thôi. Bộ khoan này không đủ tiền, thẳng luôn anh em luôn, cái bộ khoan biển này không đủ tiền, cái bộ khoan là cây cần rồi. Rồi A74 đúng không, A74 giá 500. Cái A75 này cần 3 khúc nha anh em, 3 khúc lục phíp nè. Đây nó có chày. Khoan nó khoan phíp đỏ nè. Chất liệu phíp đỏ, khoan của nó là khoan Fuji đá trắng nè. Có đóng chữ Fuji anh em. Bát nó là bát FK FS7 nha. Cây này dài 3,6 thôi. Dài 3,6 rồi, độ cứng 25 anh em. Độ cứng 25, dài 3,6, chất liệu phíp có chày. Chất liệu phíp có chày nha. Tổng thể đây. Ngoại hình còn đẹp khoảng 80% thôi. Chưa tốt thì nhìn nó hơi dơ dơ bẩn bẩn tí. Anh em về tốt lại. Đó, cây này mã số A75. Nặng của nó 549g, ngọn 3 ly 9, góc 26,5. A75 giá 300. Đó, A75 này bán cho anh em 300 ngàn thôi. Cái A76 nè. A76 này cần 3 khúc lục anh em. Câu lục, câu bạc vào biển anh em. Đó, câu lục, câu bạc vào biển. Anh em muốn câu gì anh em câu. Phíp đỏ anh em. Bát nó là bát nhựa, bát nhôm chứ. Bát nhôm hơi tan anh em. Anh em về có cái dung dịch nào mà chị tan nhôm á, đó thì anh em xịt vô cái là chà nó bóng liền thôi. Cây này Amazon. Thông số cần thì không thấy dài anh em à. Cây này nó dài dài 3,9 anh em. Cây cần này dài 3,9 nha, chất liệu phíp, cần đẹp, độ cứng 25. Hãng của nó Olympic. Đó. Cần khá là ngon. Rồi, cây này mã số cây cần này là đâu rồi? Đây.
A76 nha, nặng 712 gram, ngọn của nó 4 ly 1, gốc của nó là 26,8. A76 giá 300. A76 nó bán cho em 300 ngàn nha, ngọn này khá to. A76 giá 300 ngàn. Rồi, cái A77 này cần súp anh em. Súp khoan gập nha. Khoan Fuji nè, nguyên một bộ khoan Fuji luôn. Fuji đá sấm xanh. Cây này là A77. Dài 4,2 m anh em. Bát nó Fuji Vet 7 tổng thể đây. Cần này cũng khá đẹp. Độ cứng 25 anh em ạ. À. Độ cứng 25 nha, chất liệu phíp. Cây này nói chung chất liệu phíp thì hàng bãi mà nó có chày anh em. Nó có chày nè, dăm dăm nè. Nhưng mà nó không có nát đó anh em. Nó chày nhưng mà còn chấp nhận được, còn đẹp anh em. Ok chưa? Chứ không phải là chày mà nó nát như tương thì cái đó là không thể chấp nhận được. Thì mấy cái đó thì nếu mà có đó, em sẽ giới thiệu với anh em, review cho anh em cặn kẽ. Mấy cây đó thường giá nó rẻ hơn cả 50 đến 100 ngàn cây anh em. Ở cái A77 này mà nặng 561 gram, ngọn 2 đi 7, gốc 27. A77 giá 350 nha. A77 này bán cho em 350 ngàn. Rồi tới A78 đây. A78 này cây cần súp luôn, súp gặp khoan Fuji đá sấm xanh. Bát nó Fuji Vet 7 anh em. Cần là đẹp nè, cây đẹp. Ờ, dài 4,2 m thôi. Dài 42, chất liệu phíp nha anh em. Trời, cây đẹp mới tinh luôn. Mới chát à. Nói chung mấy cây đẹp như vậy thì em bán 380 nè. Còn mấy cây mà nó có chày xíu thì em bán 350. Ok chưa? Nói chung có tiền nào của đó nè. Anh em muốn đẹp thì trên nhau vài chục. Không có gì đâu. Cây này bán 380 nè. A78. Nặng 492 gram, ngọn 2 đi 6, gốc 28 nha anh em. A78 này bán cho anh em 380 ngàn. Cây này độ cứng cũng 25 anh em, 25 thôi. Rồi tới A79 nè, cây cần 2 khúc nè. 2 khúc cho anh em câu sông, câu biển, câu hồ, câu cá cha nha anh em. Khoan Fuji đá sấm xanh, bát từ Fuji. Cây này độ cứng 150, dài 2,4 m, made in Korea nha anh em. Cây này hai bơ gì đây? Nó tiếng Nhật không à. Cần nghĩ chung là có chày. Nhưng mà cái màu này là màu nâu anh em. Nâu dạng nâu cà phê á, đẹp. Cái màu này nó nói chung nó chạy nhưng mà nó không có mà dạng như là nó cũ nè. Màu này thì nói chung là nhìn vô nó cũng hơi cũ rồi, tại cái màu nâu này nhìn nó giờ nó cũ cần. Nhưng mà nếu mà anh em chơi thời gian nó cũ với cũ nó cũng không có thấy rõ đâu anh em ạ. Đó. Còn anh em nào thích chơi mà cái cần câu mà cái màu nó trầm á thì mấy cái này ngon, không có nổi bật anh em, nó trầm cần trầm màu thì ok nè. Rồi, cây này nó A79 nha, nặng 520 gram, ngọn 5 ly 4, gốc 19,3. A79 này bán cho anh em là bữa em bán 600 nè, giờ em bán cho anh em 500 ngàn thôi. A79 này bán cho anh em 500k thôi, một cây cần có khoan bát Fuji nha anh em à. Rồi, đó cây cần cuối cùng, anh em nào lấy thì cứ alo trực tiếp cho em nha anh em. Rồi, em cảm ơn anh em, hẹn anh em các video kế tiếp.